Bây giờ Đức Thầy mới cho chúng ta biết phải chuyển xoay trái đất một bầu đặng lựa lọc con tiên cháu Phật. Mình là con tiên cháu Phật không? Rõ ràng chỗ này coi như là trở lại với cha, thấy không? Rồi bây giờ Đức Thầy lại bảo cho chúng ta sau này chúng ta nếu như có điều kiện là chúng ta sẽ đoàn tụ được coi như là cha con. Đó là giang dày sấm nổ chuyển lưng, kiển tiên lộ vẻ, mới vui mừng cha con, đúng không? Vui mừng cha con bấy lâu nghĩa rõ tiêu mòn, ngày nay hiệp mặt hết còn thở tháng. Tất nhiên là cha mình, tất nhiên là sau này chúng ta được gặp thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm kính lễ Đức Phật, Đức Thầy. Và kính thưa quý cô bác lớn tuổi đại diện cho gia tộc, và kính đến đồng đạo đẹp đại diện cho gia đình cũng là chủ sự nhân ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên, và kính đến quý ông quý bà và hầu hết toàn thể quý cô bác anh chị em hiện diện thân kính nhân ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế nơi gia đình có đồng đạo đẹp, mà tất cả cô bác anh chị em cùng chư đồng đạo xa gần chúng ta tiếp nhận được lời mời trân trọng này, nên chi tất cả chư quý vị trở về đây dự diện được đông đủ. Chúng tôi cảm nhận đó là ở nơi đây đó là nó thuộc về xã Long Thắng, mà nó dường như là ở nơi vùng sâu vùng xa cô bác anh em chứ đồng đạo, là từ ở nơi ở bên ngoài mà quý vị mà đi vô tới trong đây đó, là phải có cái bằng lái kỷ nguyên luôn đi mới được, chứ còn bằng không nữa là đi khó khăn lắm. Vậy đó mà trong cái đạo tình nồng hậu mà quý vị mình dẫn thân hình đến đây chung dự được đông đủ, và trong đó coi như là góp phần của tất cả chứ quý vị từ xa xôi mà quý vị cũng đến mà không có thiếu ai hết. Chúng tôi cảm nhận bữa nay đó là tất cả chứ quý vị vì cái tình đạo nồng hậu của đồng đạo đẹp mà quý vị hết sức là dự diện được đông đủ, được doanh túc mãn đường và góp phần cho đồng đạo đẹp lát nữa đây để thực hiện qua cái chương trình báo hiếu, là cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, cầu nguyện hương linh người quá giảng được nương vào công đức lành của tất cả chư quý vị mà được nhẹ tách đường duyên và được sanh sang qua cội Phật. Thưa chư quý vị, thì suốt trong thời gian dịch bệnh vừa qua đầu đó thì đồng đạo đẹp á, là ngưng lại không có tổ chức, nhưng năm nay ngỏ ý đó là mời lại tất cả chư quý vị, nhưng mà cũng không kém phần long trọng, mà hôm nay quý vị đến hết sức là được đông đủ như thế này đó, có lẽ là gia đình đồng đạo đẹp mừng lắm cô bác anh em chứ đồng đạo. Thôi thì ở nơi đây chúng tôi cũng tiết kiệm trong thời gian, và cái chuyện ấy coi như là đúng lý ra tán dương xưng dự với một cái tinh thần cao cả của toàn thể quý cô bác anh chị em và chư đồng đạo, và lát nữa đồng đạo đẹp thay lời cho gia đình để mà đáp tạ. Còn hôm nay chúng tôi để đi sâu vào trong cái tinh thần Phật pháp, thì ban tổ chức hôm nay sắp xếp cho chúng tôi được gặp gỡ cùng với quý vị qua chương trình trao đổi giao lý. Thì vừa qua rồi quý vị mình là cũng lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của đồng đạo Ngụ ở Cần Thơ, và đồng đạo coi như là cũng có trình bày qua quý vị qua hai câu giảng của Đức Thầy trích trong giao lý: muốn mình lên đặng bực trên hãy lo rèn đúc mới nên thanh hiền. Thì đồng đạo đã tình tiết và nói qua cái sự công phu tu tập của mình hãy cố gắng để thực hiện để chúng ta lên được bực trên. Giờ đây ban tổ chức sắp xếp cho chúng tôi được gặp gỡ cùng với quý vị qua chương trình giờ sau đó là chương trình chia sẻ nghi vấn. Nếu như chương trình chia sẻ nghi vấn quý vị mình có nghiên cứu, có đọc, có học và có tìm hiểu trong cuốn sấm thi giáo lý của Đức Thầy, thì sẵn nhân sự tùng sự hôm nay tất cả chư quý vị mình có thể nêu lên trong giáo lý Đức Thầy, trong đó trích trong giáo lý Đức Thầy 2 câu, 4 câu hoặc giả là trong nội dung. Rồi chúng tôi cũng nương vào trong nội dung như trên mà bàn cùng tất cả chứ quý vị. Rồi quý vị mình lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi, quý vị mình sẽ có trách nhiệm thiêng liêng là bổ cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót hoặc giả là còn tối nghĩa. Đó là sự mong mỏi chúng tôi cùng với quý vị hợp tác để cùng nhau đáp đền ân Tam Bảo trong buôn một. Thôi thì chúng tôi cũng tiết kiệm trong thời gian để đi sâu vào trong tinh thần trao đổi giao lý. Chúng tôi cũng xin tạm dừng lời nói đầu nơi đây và xin trả lại ý kiến của toàn thể quý cô bác anh chị em và chư quý vị, và cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào
cho nên thích nghi chương trình trao đổi giáo lý. Và chúng tôi xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến của toàn thể quý cô bác, anh chị em và chư quý vị, và cũng như xứng hôn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Mời đồng đạo hai phương đến đây đặt câu hỏi cho anh Tư Phương. Mời đồng đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Và huynh cho đệ hỏi hai câu mà Đức Thầy cho biết là dẹp lợi danh, dẹp hết mộng sầu, đặng trở lại với cha cùng Chúa. Vậy là xin huynh cho biết là như dẹp lợi danh thì mình biết cũng tạm, mà cái dẹp cái lòng sầu là như thế nào? Có lợi danh rồi mà sao còn cái lòng sầu? Rồi đặng trở lại với cha cùng Chúa, mình là theo đạo Phật mà Đức Thầy nói là mình trở lại với cha cùng Chúa, mà có phải là cha cùng Chúa ở nhà thờ hay là không? Xin huynh cho biết. Nam Mô A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn chàng pháo tay gian dày quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp trao đổi giáo lý, để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên và được đồng đạo hai phương nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy, trong đó hai câu. Và trong hai câu đó là dẹp lợi danh, dẹp hết mộng sầu, đặng trở lại với cha cùng Chúa. Rồi đồng đạo mới đặt lên câu hỏi, vậy chứ giờ dẹp lợi danh thì chúng ta đang tu tập để mà chuẩn bị dẹp. Rồi bây giờ tại sao tu coi như là theo con đường lối giáo lý Đức Thầy thì về Phật, mà tại sao trở lại với cha cùng Chúa? Cô bác anh em chung đạo. Vậy thì qua hai câu giảng mà được đồng đạo nêu lên, chúng tôi được biết là được trích từ trong bài Thiên Lý Ca, cô bác anh em chị đồng đạo. Mà bài Thiên Lý Ca này Đức Thầy viết vào lối tháng 7 năm 1939, Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình, và có tất cả là 312 câu, mà đồng đạo chỉ trích ra trong đây hai câu cho chúng tôi bàn. Vậy thì bây giờ đồng đạo mới nêu lên trong hai câu đó là dẹp lợi danh, dẹp hết mộng sầu, đặng trở lại với cha cùng Chúa. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ người tu của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta đang thực hiện qua cái điều cư sĩ tại gia. Mà cư sĩ tại gia kẻ buôn tảo bán tần, người việc này việc nọ, nhưng mà tóm lại cũng do cái xác thân mình mà ra cả. Vậy thì bây giờ chúng ta coi như là làm để sống, làm để có để dùng. Vậy thì bây giờ chúng tôi xin đặt lên một câu hỏi thứ hai. Tất cả đồng đạo chúng ta là người cư sĩ tại gia, chúng ta có chạy theo danh lợi không cô bác anh em chồng đạo? Có không quý chị? Có chạy theo danh lợi không? Nếu có thì dẹp, còn không có đó thì thôi, không có gì hết, đơn giản vậy thôi. Vậy thì bây giờ những người chạy theo danh lợi đó là sao? Tức là người ta đã có danh rồi mà vẫn còn đua theo cái danh cho nó cao thêm. Và những người có cái lợi rồi, đã giàu có tột bực rồi mà cũng chưa có chịu dừng lại, mà cứ đua theo chạy nữa, nên gọi là đua theo danh lợi. Là cái chỗ này dẹp ngang cô bác anh em dừng đạo. Còn người tín đồ cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta đó hen, có nhiều đồng đạo lợi tôi than: chú Tư ơi, chú Tư, tôi đi đám làm từng đứa khổng tiền đổ xăng, phải không? Ngày nào cũng đi 30 ngàn, 50 ngàn đi biết không còn tiền. Vậy chứ chỗ nào danh lợi đâu, phải không? Thưa cô bác anh em dân đạo, vậy thì qua câu này Đức Thầy mới kêu gọi, mới kêu gọi cho những cái hạng người là chạy theo danh lợi đó là mãn theo danh lợi ốm o, không? Còn mình đây cũng mập lụ mà đâu có sao đâu. Người theo danh lợi riết coi như là ốm o. Thưa cô bác anh em dân đạo, rồi chỗ khác Đức Thầy lại bảo cho chúng ta những người mà theo danh lợi đó là lúc Đức Thầy ở tại gia đình cũng Hương Bộ Thạnh, đến thị quy y coi như là mấy cô ở Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng đến quy y, rồi Đức Thầy mới nói thôi, nếu như mấy bà từ đây trở về sau, mấy bà đã quy y rồi thì từ đây trở về sau phải bỏ danh lợi. Đó là từ nay ai gì? Cái gì? Ai có tới lui, phải không?
từ nay ai có tới lui cúi đầu bái Phật, lòng vui tu hành, xin đừng đeo đắm lợi danh, đúng không? Xin đừng đeo đắm lợi danh, bỏ trôi đạo đức, hư danh giả chuyện, là mấy bà đó coi như là ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, ruộng coi như là cò bay thẳng kiến. Rồi có chỗ nó cò bay mà gãy cánh luôn, nó cơ bác anh Nam Trung Đạo mà không chịu lo tu, mà cứ lo làm giàu thêm nữa. Cho nên chỗ này đức này mới nói thôi, xin đừng đeo đắm lợi danh, bỏ trôi đạo đức, hư danh giả chuyện. Vậy thì bây giờ người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta nên lo vừa chừng, chẳng có ích kỷ, vừa lo cho mình, vừa giúp ích cho đời. Chừng bỏ xác thì có cái khác, phải không? Là đâu có danh lợi. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta biết được điều đó rồi, thì bây giờ chúng ta phải nghe theo lời Đức Thầy chỉ dạy, hãy tìm con đường giải thoát cho mình bằng cách lạc đạo, an bằng, xả thân tu tịnh của bác anh em chừng đạo. Đó tất nhiên là qua lời kêu gọi của Đức Thầy là dẹp lợi danh, dẹp hết mộng sầu. Rồi đồng đạo phương lại hỏi vậy chứ bây giờ cái lòng sầu là cái gì? Mà đây là mộng sầu chứ không phải là lòng sầu. Vậy thì bây giờ mộng sầu đó là gì? Là trong giấc mộng mà chúng ta bị sầu. Vậy là trong giấc mộng là ở đâu cô bác anh em trong đạo? Là chúng ta đang sống đây nè, ở trong cõi trần này nè. Mặc dầu chúng ta sống nó là 100 năm chứ thật sự ra ông Phật ông nhìn xuống cho chúng ta biết là giấc mộng, phải không? Nhân sanh bá tuế như xuân mộng, là con người chúng ta sống trăm năm cũng như giấc mộng, không có gì thật hết. Vậy thì bây giờ con người chúng ta đang sống đây là giấc mộng, mà trong giấc mộng nó sầu, trong giấc mộng nó khổ, thấy không? Vậy thì bây giờ trong giấc mộng của chúng ta đang sống đây, nào danh, nào lợi, nào tình, là mồi câu nhữ cho mình mắc câu. Nào danh, nào lợi, nào tình chúng ta đeo mãi mà tâm linh không có sáng ngời được, cô bác anh em chứ đồng đạo. Vì vậy cho nên danh có được, sắc tài liền bắt tài được rồi, danh sắc nó theo sắc có, thì danh lợi nó đeo danh tài sắc, ba điều vĩnh liệu, phải không? Mà vướng một cái cả ba cái, nếu ngã bên nào cũng chịu khổ sầu, vượt ra ngoài có mấy ai đâu, rơi vào đó biết bao nhiêu kẻ. Có vợ chính muốn thêm hầu lẽ, được tình nhân muốn bẻ thêm duyên, thấy lòng người không phúc nào yên, sự tham muốn lưu chuyện như vườn. Có phải chạy theo danh lợi không? Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết, nếu như chúng ta trong giấc mộng này mà còn đeo theo danh, đeo theo lợi, đeo theo tình, thì sao cô bác anh em dùng đạo? Là khổ, là sầu, phải không? Vậy thì bây giờ trong cõi này là trong giấc mộng mà chúng ta chạy theo danh lợi, là chúng ta gặp phải những cảnh sầu. Cảnh sầu đó thì Đức Thầy cho chúng ta biết, ta bà thật cảnh ưu phiền, là cõi ta bà này là cái cõi ưu phiền. Duyên trần cấu kết, quan khiên báo đền, có phải sầu không? Hả? Duyên trần cấu kết, quan khiên báo đền, tất nhiên là cái mộng sầu, là chúng ta đang sống trong cõi trần này, rồi chúng ta gặp phải những cái hoàn cảnh đối đầu mà không giải quyết được, là sầu, là khổ của bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ coi như là Đức Thầy mới kêu chúng ta coi như là mau thức tỉnh, để mà không còn bị vướng vào trong cái cảnh này nữa. Đó là bồi hầu chợt tỉnh năm kha, đường danh nẻo lợi, xem ra ít gì, phải không? Không có cái gì nữa là quan trọng trơn trọi. Vì vậy cho nên trong mộng mà biết mộng mấy ai, mộng không nhận biết, biết đâu sai, thường người chỉ mộng trong đêm tối, mà có kẻ còn mê ở giữa ngày nữa nè, ở trong ban ngày ban mặt cũng vẫn còn mê, chưa tỉnh chim bao đâu được biết thất, thức rồi dứt điệp mới là hay. Vậy thì bây giờ chúng ta đang sống trong cõi trần này là ông Phật cho chúng ta biết là trong giấc mộng, mà trong giấc mộng mà nó đầy đủ những cái khổ sở hết, không có ai mà sung sướng hết cô bác anh em trần đạo. Nên qua câu này Đức Thầy nói thôi giờ dẹp lợi danh đi ăn, tất nhiên là bỏ qua bên đi đặng mà chúng ta lo tu. Rồi bây giờ dẹp hết mộng sầu, tất nhiên mới đừng có mộng tưởng cái gì nữa trơn trời. Càng mộng tưởng nhiều chừng nào, càng sầu nhiều chừng đấy, có sung sướng gì đâu. Mà chúng ta dẹp bỏ đi, tất nhiên là chúng ta không còn khổ. Đó, nó qua câu đầu. Bây giờ qua câu thứ hai. Đặng trở lại với cha cùng Chúa. Rồi đồng đạo phương mới hỏi vậy chứ cha đó là ai, có phải ông cha nhà thờ không? Chẳng lẽ gì mình tu trở về với ông cha nhà thờ? Thưa cô bác, cái nam chung đạo. Vậy thì bây giờ đặng trở lại với cha cùng Chúa, là cha đó là ai cô bác anh em chứ đồng đạo? Thôi nói mau đi. Bây giờ Đức Thầy cho chúng ta biết cha là Phật, thánh, không? Tiên, thần, phước, dư, không? Vậy là cha mình là Phật, cha mình là thánh,
Vậy là trở lại với cha là trở lại với ông Phật, mà trở lại với cha là trở lại với thầy. Cô bác anh em chị đồng đạo, cửa tiên bang hỡi còn khóa cổng, nhà cha xưa là cửa đóng then gài. Không, vậy là coi như là nói xa hơn, cha là ở nơi đây là Đức Phật Di Đà, mà cha đang ngóng mẹ thường mong đợi. Cô bác anh em chân đạo, vậy thì bây giờ coi như là trong là cái bộ chú cho chúng ta biết là Đức Phật A Di Đà, tất nhiên là cha của mình, tất nhiên là tứ sanh chi từ phụ, là trong bốn cõi mà chúng ta đang sống đây, tất nhiên là cha mình, tất nhiên là Đức Phật A Di Đà. Vậy thì bây giờ đặng trở lại với cha, tất nhiên là trở lại với Đức Phật A Di Đà, phải không? Cha là Phật Thánh Tiên Thần Phước Dữ. Rồi bây giờ trở lại với cha, tất nhiên là trở lại với thầy, mà thầy mình có như là cũng cha nữa. Bây giờ Đức Thầy cho chúng ta biết đó là tuy là ta không thể sanh thành, phải không? Nhưng thương hết ra tài dạy dỗ. Rồi điều răn cấm thứ cái như là tám mà Đức Thầy cho chúng ta biết là tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, đúng không? Như con một cha đặng dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Vậy thì đặng trở lại với cha, tất nhiên là trở lại với thầy, cô bác anh em chứ đồng đạo, phải không? Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta trở lại với thầy, tất nhiên là sau này coi như là chúng ta là con, là cháu của thầy, có không? Bây giờ Đức Thầy mới cho chúng ta biết phải chuyển xoay trái đất một bầu, đặng lừa lóc con tiên cháu Phật. Mình là con tiên cháu Phật không? Rõ ràng chỗ này coi như là trở lại với cha, phải không? Rồi bây giờ Đức Thầy lại bảo cho chúng ta sau này chúng ta nếu như có điều kiện là chúng ta sẽ đoàn tụ được coi như là cha con. Đó là giang dày sấm nổ chuyển lưng, kiển tiên lộ vẻ mới vui mừng cha con, đúng không? Vui mừng cha con bấy lâu nghĩa rõ tiêu mòn, ngày nay hiệp mặt hết còn thở tháng. Tất nhiên là cha mình, tất nhiên là sau này chúng ta được gặp thầy, không? Rồi bây giờ coi như là cái đoạn khác, coi như là Đức Thầy mới bảo cho chúng ta coi như là chẳng những gặp cha mà còn gặp Chúa nữa, cô bác anh em chứ đồng đạo. Vậy thì bây giờ gặp Chúa đó là ai, cô bác anh em chứ đồng đạo? Thôi giờ nói cho nó mau đi. Bây giờ Chúa tất nhiên là Đức Minh Vương, mà hằng ngày chúng ta cầu nguyện nè, cầu nguyện coi như là cái điều nguyện mà chúng ta điều nguyện thứ nhất đó, cô bác anh em chứ đồng đạo, mà trong đó coi như là hồi xưa là Minh Vương trị chúng thế giới bình an. Rồi sau khi đó ban tu thư mới đổi lại là Phật Vương trị chúng thế giới bình an. Vậy thì bây giờ chúng ta còn đang chờ Chúa, thấy không? Mà Đức Thầy cho chúng ta biết chống chưa thùng sĩ tử là mình vẫn chờ trong, trong ngóng mau mau thấy mặt rồng là trong chùa, thấy không? Trong ngóng mau mau thấy mặt rồng, bản hổ danh đề tên chí sĩ đem tài thao lược giúp non sông. Vậy thì bây giờ chúng ta đang chờ, đang chờ coi như là Minh Hoàng chưa ngự đài mây, gẫm trong thế sự còn đầy gian chân, là bây giờ chúng ta còn đợi, không cô bác anh em chung đạo, còn đợi một cái ngày mà Chúa dựng ngai vàng thì sải mới yên, rời ngay cảnh tục trở về tiên, không còn chẳng còn tham luyến nơi trần thế gì cả, chúng sanh hết não phiền. Vậy thì bây giờ trở về Chúa cũ mới hồng xê sang, người hiền như thể cỏ lan, người không chết rất chật đàn thẳng thái, không? Vậy thì qua cái này tất nhiên là đặng trở lại với cha cùng Chúa. Vậy thì bây giờ sau này coi như là Đức Thầy cho chúng ta biết coi như là đến thời kỳ đó là Minh Vương trị chúng thế giới bình an, trở lại cái thời kỳ là thương Minh Vương bắt chước Thấn Nghiêu lòng hiền đức, nào ai có biết, thì giống như thời kỳ của Nghiêu Thấn, của bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ ở đây coi như là đặng trở lại với cha cùng Chúa, mà đến ngày trở lại đó là cái ngày chúng ta hẹn hò, ngày chờ đợi hò hẹn Phật tiên hiệp một ngày. Một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi đều hòa mặt, ta mới thảnh thơi chở gót hài. Hoặc giả là tớ, thầy, tôi, Chúa cùng nhau gặp, cô bác anh em dùng đạo. Đó là một ngày mà trong khi đó tớ, thầy, tôi, Chúa để mà cùng nhau gặp. Vậy thì bây giờ chúng ta nếu điều kiện dẹp lợi danh, dẹp hết mộng sầu, là chúng ta trở lại lo tu tập, lo cúng lại, ăn chay, niệm Phật, làm lành, bố thí, giữ giới, nhẫn nhục, và tất cả đều chỉ dạy của Đức Thầy mà chúng ta cố gắng làm, đó tất nhiên là đặng trở lại với cha cùng Chúa. Thì bây giờ Đức Thầy bảo cho chúng ta phải trở lại. Còn nếu mà chúng ta chạy theo con đường
trần nữa, thì bây giờ không bao giờ trở lại được. Gọi là biển hồng trần, sớm gọi cho xong ngày lập hội mới mong trở lại. Cô bác anh em dùng đạo là mới trở lại được, còn bằng không nó lại đi tuốt luôn. Không, mà đi tuốt luôn rồi, nếu mãi mê mang mùi tục lỵ thì linh hồn chìm đắm chốn ni hà, lòng thầy chua xót ruột thầy đau, nghe được lời khuyên tỉnh giới nào, kiếm huệ dứt xong rồi quả báo lo gì, có Phật chẳng chăng vào. Thôi thì ai mà cố gắng nghe theo lời Đức Thầy chỉ dạy qua hai câu giảng như trên cũng như đồng đạo Phương nêu lên, thì chúng ta cố gắng tu tập và cố gắng thực hiện thì sau này chúng ta sẽ đạt được như nguyện vọng. Còn ai không chịu làm theo thì chúng ta sẽ gặp những cái quả khổ của bác anh em trong đạo. Thì không làm thì ác mang eo, còn làm xong vượt khỏi qua đèo trong gai. Và dứt đề tài, Nam Mô A Di Đà Phật.